Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư luôn luôn là dồi dào sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt chúc cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân đi đâu cũng thành công, buôn may bán đất quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt ở trong khu này để cung cấp cho những quý anh chị, quý nhà đầu tư mình những hình ảnh, những thước phim và giới thiệu đến chúng ta những cơ hội đầu tư mới quý anh chị nhé. Vị trí hôm nay Biển Xanh đang đứng chính là khu vực đầu của dự án, khu vực trung tâm, và phía trước tay Biển Xanh chỉ đó chính là quỹ đất để xây chợ, trung tâm thương mại và con đường cái ô tô xe hơi chạy đó là con đường trục chính, mình chạy thẳng ra phía ngoài là đi ra được cổng. Còn bên kia là chính hồ, là hồ sinh thái rộng 15 hectare quý anh chị nhé. Mình chạy thẳng con đường này cũng đi ra ngay được cái trục chính TC1 và đi ra cổng luôn. Và cái vị trí hôm nay Biển Xanh xin giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư là một vị trí khá là đắc địa, vị trí trung tâm. Chúng ta xây dựng nhà cửa ở an cư lập nghiệp ở đây thì vô cùng là thuận lợi, di chuyển rất là dễ dàng. Và đặc biệt thì sau này cái khu trung tâm thương mại nó mọc lên thì đây là một vị trí vô cùng là tiềm năng, vị trí vàng cho chúng ta quý anh chị nhé. Và cái lô ngày hôm nay Biển Xanh giới thiệu thì nó có diện tích là ngang 5, dài 15, 75m², hướng Bắc, vị trí vô cùng là đẹp. Kế bên đây lại có ngay cái công viên cho chúng ta luôn. Và khu vực này nhà cửa người ta ở đã rất là đông đúc, do đó nó sẽ rất là đông vui quý anh chị nhé. Đây, vị trí của chúng ta ngày hôm nay là từ cái cọc bê tông này mình đo ngang sang là 5m và dài sâu đụng xuống cái vách tường của nhà phía dưới đó là 15m, 75m², đất ONT tức là đất thổ cư ở nông thôn, sử dụng lâu dài vĩnh viễn, vỉa hè trước đất 2,5m cũng khá là lớn, lòng lề đường là 8m quý anh chị nhé. Chạy thẳng ra kia là trục chính và công khu quỹ đất để xây chợ và trung tâm thương mại. Đi ra cổng chính nữa cũng rất là gần. Vị trí này là một vị trí vô cùng là tiềm năng cho chúng ta. Và giá là 920 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí ra sổ các kiểu cho quý anh chị. Mình xuống tiền chọn gói 920 triệu không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa quý anh chị nhé. Quý anh chị xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị mình có thể xem đất và đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì nó đã phát triển khá là nhanh, mặc dù là mới chỉ có 3 năm nhưng mà đến nay thì dân sinh đã về sống lên đến 35% rồi, và tương lai chỉ khoảng 5 năm nữa quý anh chị sẽ thấy ở đây nó phát triển rất là vượt bậc. Dân về đây xây nhà vô cùng là đông, mỗi ngày mỗi giờ chạy vào trong các cái tuyến đường của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì đều thấy hình ảnh những chú thợ hồ là đang đào móng xây nhà rất là nhiều quý anh chị. Do đó bây giờ là thời điểm vàng, là cơ hội vàng, và đặc biệt là trong cái mùa dịch này quý anh chị mình mua thì lại mua được giá rẻ, và đầu tư ngay từ bây giờ thì chúng ta sẽ mua được giá mềm và vị trí đẹp quý anh chị nhé. Bởi vì là con người thì luôn luôn là sinh ra đông đúc, cái tỷ lệ dân nhập cư về cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này cũng rất là cao, và nó cao nhất so với cái tỉnh Long An. Chính vì thế mà chúng ta không mua ngay từ bây giờ thì sau này mình mới đi tìm và mua thì mình sẽ lại mua phải giá cao và mua những cái vị trí không được đẹp, không có tiềm năng nhiều quý anh chị nhé. Cho nên là bây giờ gặp nhiều chủ đất người ta kẹt tiền, người ta bán với giá nó rất là hời. Quý anh chị xem được clip của Biển Xanh cung cấp thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi giúp quý anh chị mình để sở hữu những lô đất, những vị trí bất động sản đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là mua để dành cho tương lai của mình sau nhạn này, mua cho con cháu của mình sau này quý anh chị nhé. Bởi vì bây giờ chúng ta cứ chần chừ và cứ chờ cái bất động sản nó xuống tới đáy và nó hạ giá thì cái điều đó là nó không xảy ra đâu quý anh chị.
bởi vì nhiều chủ đất họ kẹt tiền ở cái giai đoạn này thì họ cũng chỉ xuống giảm giá khoảng 50 đến 70 triệu là cùng, chứ không có phải là từ 10 đồng mà xuống tới 0 đồng đâu. Do đó quý anh chị mình khi mà nhìn thấy những cái video mà Biển Xanh cung cấp giá nó đã rẻ hơn giá thị trường rồi thì hãy nhanh tay gọi ngay cho Biển Xanh, không thì nó sẽ lỡ đi mất cái cơ hội đầu tư của chúng ta, lỡ đi cái cơ hội mua để dành và mua được những cái vị trí đẹp quý anh chị nhé. Biển Xanh xin nhắc lại cái vị trí của lô này là từ cọc bê tông này mình đo ngang sang từ cái cây bên đó luôn là 5m, dài sâu xuống dưới là 15, tổng diện tích trên sổ nó là 75m2. Và lô này nó là hướng bắc nữa, một vị trí vàng, một vị trí trung tâm, đất gò cao ráo, chân cứng. Và cái đất mà khu này chân nó cứng thì chúng ta rất thuận lợi để xây dựng quý anh chị nhé. Giá chỉ có 920 triệu là bao sang tên công chứng, thuế phí các kiểu cho chúng ta. Quý anh chị hãy nhanh tay gọi ngay cho Biển Xanh. Một lần nữa thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể số điện quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những cái clip mà Biển Xanh cập nhật liên tục hàng ngày để quý anh chị mình theo dõi đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.